fulcru legat, umira nekrăncear. Vampira ta, mâncu, pompei da vinam, linkan rangan, pim gum hom nui gusta. Rangan nuk nam, pim gyal nam pei sam tro. Nuk mi nam, nuk mi nam, lan nhạc vang cha li de ca nhiê. Sơn alum cô dị giang gặp dồi đi phụ gặp khắp yên gặp tụi mở sang đung sam lôi đêm đặc niu từng bằng ala cha thalang đung nào ta ba rong lan lang ô sơn gặp mình phụ asinga buôn sang trời giang buôn trời nặc đi ga chu chang trời tí đặc lạc sân duân clean tụng ngạ chan lấy đạo ai đi tụng mạ chăm mạ biếng sẽ sơn sân sinh ngạ duân clean lấy lấy đạo ai nghi sơn đi ít câu trời thâu lấy ơ chi giang lại nần trời tụm thâu lẹ như ý nghĩa mà hả tờ dìa như mạ ruột dìa y bùm một dạng buôn sẽ có tăng xã Ea Tu, thành phố Buôn Thuột, tỉnh Đắk Lắk sân tử bộ mong mọi ý nghĩa ô sân tử dì ngạc này tên ốc sân tử ắt tì Đắk Lắk mà sân tử cầu rắc hông clay yuân cơ clay như ngạ chặt lưu đi gỡ tên này sẽ sân như là tên này công an địa phương ở Đắk Lắk tiếp tục thực hiện những hành vi trái pháp luật, họ chặn đường người ED theo đạo Tin Lành giữa đường và áp giải về đồn công an. Đây có thể được coi là hành vi bắt cóc những người khác bị áp giải vào buổi sáng sớm mà không được thông báo trước. Thậm chí có người bị đánh đập vào đầu. Vì vậy, đừng bao giờ nói rằng chúng tôi nói dối. Chính quyền nên tôn trọng pháp luật, người dân và tín ngưỡng của họ yêu cầu ông Tô Lâm nên giải quyết thỏa đáng cho họ và yêu cầu trả tài sản bị chiếm đoạt càng sớm càng tốt. Ý bố ạ, sẽ xin lần. Sân sinh ngã, cần nụ na clean lệnh. Cái đạo ý nghĩa màu ngạ chát ô. Anh này thì đạc lạc, sinh ngã ý nghĩa mất sân ấy. Gỡ nọc bình cùng phụ ai địa gàng tây lan. Mạc bắt cóc và tế đồn công an chầm biên gặp bình phụ lạc. Lẽ nắn, cất lần cái cuối gỡ chầm thì bỏ cọ gỡ. Ý bồi á, sân như dõi mà hẹn, sân mà mộ dõi. Ý bồi á, sân nhớ, như lại tên này, yêu cầu ông Tô Lâm nên giải quyết thỏa đáng cho họ và yêu cầu trả lại tài sản bị chiếm đoạt càng sớm càng tốt. Dễ tội như vậy. Sân điện thoại gỡ thường thường như vậy. Ý bồi, dõi. Sẽ yang boom gửi như mạng điện thoại gửi lẻ nắn như yêu gửi mạng điện thoại như lòng mạng ruột thì gửi bởi á sân ra bụi nguồn sân nặng sân nhớ lọ lách mắt ta này những người tham gia tra tấn tước đoạt tài sản điện thoại smartphone phone và áp giải trái pháp luật xã Ea Hồ thì bởi á thì xã Ea Hồ thế này ý nghiêm ý ban xa và nhiều công an khác ấy nghiêm mì ban lên Đoàn Văn Thắng và nhiều người khác và nhiều công an khác ý bởi á sẽ xem lần phường E Tam y nom lô Cao Minh Cường lên y thuel lô Đoàn Văn Thắng lại có bạ thiếp ý bởi á phung tí nhu ấy lần nào ngạ chát tí buồn ế khít kìa mạ chi rạ đó ai điền bị bình cung phụ bồi á vật ấy thui bàn sẽ xem lần phung thì nhiều người điều tra này ý bình nia này bóp cổ nạn nhân đánh vào đầu và đá chân của nạn nhân ý bồi á xin ý bình nia này chỉ ăn nạt rebo ý luyện niệm tâm ý bồi á sẽ xem lần lần cuối gỡ lẽ nấn chăm từ bọ cọ gỡ ý bồi á sẽ xin lần chương tình dân cơ ý bởi á rồi bố xin lần như dõi mà hẹn xin lần bỏ dỗ bỏ dỗ sẽ xin lần xin ngã có lại là vì ngã mà tăng cấp là cầm những bộ là bìm dê mà tăng cấp bìm nạ mà tăng cấp bế tọa mau sẽ buồn dụng nè hả buồn thạ này ý bởi á xin lần cơ này
sân chi chàng lại nên sinh ạ nhựu dọ mà hẹm sẽ sân này tôi bố ý nguồn sân nặng sân một mọi dọ sân như lại này nên là bình nìa bóp cổ nạn nhân đánh vào đầu và đá chân của nạn nhân và nhiều quan chức khác mặc thường phục ý bởi ạ sân lũ đi nhủ chật chung ao buồn sang ý bởi ạ sẽ sân này sân nha rệ bố inguot sanak nak mun sa yang mun diga hadang re duch nga mo tum hoyon i boya sun si nyu sarang jing a de bom se sanan san ya ke klei yon klin nga chat bai de ti nok ni nam ke klei puli se si nyu la ta nai ne lu phung puli ne i boya i nghiêm i ban ne đoàn văn thắng ne và nhiều công an khác boya anan jing ti sa ya ho quen krung nang bởi tế phương e tam lệ lệ bố anh ân dình nôm lô lệ cao mạnh cường lệ thuê lô đoàn văn thắng lệ bại thiệp thì bởi á xin từ như nào này lệ dình nào điều tra nào chồng nào biên là cơ thì bởi á sẽ suy tên này này y bình nìa bóp cổ này đánh vào đầu này và đá vào chân của nạn nhân thì bởi á xin hẹ lệ nghiê lệ đạo hả thì bởi á mẫu lệ đạo ý nghĩa à mò mò chôn à mò mò ăn à mò mò cầm khát à mò mò đọt chăm đọt biển ô gia lệ chẳng đạo ấy bởi á biết đã như ý nghĩa mất rồi đấy sẽ suy nhận lại tiệt lùng từ đấy công an địa phương ở Đắk Lắk tiếp tục thực hiện những hành vi trái pháp luật, họ trần người ý đê theo đạo Tin Lành giữa đường và áp giải về đồn công an ấy bởi á xin lần công an địa phương tỉnh Đắk Lắk ấy bởi á hành vi trái pháp luật, họ chặn người ID theo đạo Tin Lành giữa đường và áp giải về đồn công an. Ý bởi ạ. Một break đại đạo không? Một break công vụ ai hiểu. Lẽ nắn break nào phát đồn công an, nào bỏ, nào biêng bên này, nào ruột bên này sẽ bù một dạ cái này. Ý bởi ạ. Xin nhớ dọ mẹ, trước bù một dọ. Đây có thể coi là hành vi bắt cóc những người khác bị áp giải vào buổi sáng sớm mà không được thông báo trước, thậm chí có người bị đánh đập vào đầu. Vì vậy, đừng bao giờ nói rằng chúng tôi nói dối. Chính quyền nên tôn trọng pháp luật, người dân và tin ngưỡng của họ yêu cầu ông Tô Lâm nên giải quyết thỏa đáng cho họ và yêu cầu trả lại tài sản bị chiếm đoạt càng sớm càng tốt. Được bộ bây giờ sân nha được bộ inguot sân giờ tao ai màu như mạ hay lấy là ai nhiều bò nhiều biêng nhiều bím gì sân tao như bè tao này được bím măng sân công lý được thực thi thì bây giờ sân nha được bộ di giang lấy nhiều ngạ mông có nhiều gì lẻ nhiều ngạ tôi như chăng nhiều đạo ta chắc kia do ô bán ba cao tao này đội nào cả Liên Hiệp Quốc thế ai sẽ sĩ thùi bán này bạ thiếp này ngã chặt tới quân này khít thu hồi chi ra lại ai đi bộ trình tới nó đi rụp nhiều cả liên hiệp quốc thế ai ấy bởi á blo sinh á arang sarang ngã bro không được nhiều ít lắm sẽ xin lần arang sarang ngã bro adun ai sarang ngã bro arang mau lấy ai bằng chứng xin nhớ chi lên lần trệ bộ inguot sang xin nhiều lo lắng với vụ này những người tham gia ra tấn tước đoạt tài sản điện thoại smartphone và áp giải trái pháp luật này xã Ea Hồ này anh ấy chính ý nghiêm mấy ban này đoàn văn thắng và nhiều công an khác đó là xã Ea Hồ bởi ạ xã Ea Hồ lấy bộ như mạng duy nia gậy như mạng gặp bụng lạm ta lại gặp thâu bệt tiêu ngõ gặp mà thâu cái gì sẽ lấy mạng hàm nụy gần ăn trăm tiền gậy bởi ạ xa đoàn lại này chính từ phương Ea Tam này anh ấy chính phung bố lì này y nòm lô này cao mạnh cường này y thuel lô này đoàn văn thắng này bạ thiếp này ý bởi á người điều tra này ý bình nia này bóp cổ nạn nhân đánh vào đầu và đá chân của nạn nhân ý bởi á và nhiều quan chức khác mặc thường phục ý bởi á lưu mà ai đâm thì nhiều phùng poli này như chất chung ao giang buồn buồn sang như một chất chung ao poli ý bởi á giang ngạ như pio hui repuluru hui rằng thâu chi giang bọ nhiều ngạ sân như huy sân nha
sơn cái tang như huy cái tang rằng mã rụp như tang như ngã bài cái tang rằng ít cái thuần ấy ý bởi á sẽ sơn sơn chi chàng lấy như ngã mồm lọ cấp hoa thì lâu lên anh đây à thuần ấy sang ấy mục thì nhiều sẽ sơn ấy gặp lại gặp được là cái như ngã họ tung lấy chat bài nhiều bạn mà cáo đội nào các phụ trợ cùng lại sẽ sơn sơn này chi chàng lấy nên để gặp lại lấy chat bài lúc nào cũng sẵn Việt Nam sơn mong cái gì chỉ lại như sang cái tuần đuôi như một cái tuần đuôi như bằng bom mỹ mà là sẽ sơn để gặp lại ở sân tay mông gì đây để lòng chưa hôm nay cầu vim chắc lu cặp đi mỡ sang luôn sập đội đêm đặc nhiều đồng bằng ala cha thằng lại đây lo sự thật là chắc lu Nam, 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 N